Nhận định bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Indonesia, đích đến cuối cùng. Nhận định, dự đoán kết quả bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Indonesia trận chung kết giải U23 Đông Nam Á 2023. Diễn ra lúc 20 giờ ngày 26 tháng 8. U23 Việt Nam bước vào trận chung kết giải U23 Đông Nam Á 2023 gặp đối thủ U23 Indonesia. Phần đông người hâm mộ chờ đợi đối thủ của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ là U23 Thái Lan. Nhưng U23 Indonesia với tư cách đội giành huy chương vàng SEA Games 32 xứng đáng là thử thách khó khăn nhất cho U23 Việt Nam ở giải đấu năm nay. U23 Indonesia khiến phần đông người hâm mộ bất ngờ với phong độ thể hiện ở vòng bán kết. Cặp đội chủ nhà U23 Thái Lan, các cầu thủ trẻ xứ vạn đảo chơi thăng hoa và mở tỷ số ngay ở phút thứ 10 trong hiệp 1. Họ thậm chí kịp có thêm hai bàn thắng và để thủng lưới một lần duy nhất. Kết quả ấy được bảo toàn trong hiệp 2 và Ferrari cùng đội giành quyền vào chung kết. Nhìn chung, huấn luyện viên Shin Tae-yong vẫn là nhà cầm quân cho thấy nhiều phẩm chất ưu tú. Tuy không thể giành tấm huy chương vàng SEA Games như đồng nghiệp Indra Safri nhưng bù lại, ông thể hiện sự biến ảo khi sắp xếp đội hình của U23 Indonesia. Đội bóng này có thể chơi vài sơ đồ chiến thuật khác nhau. Trước U23 Thái Lan, U23 Indonesia đã với hệ thống chiến thuật 4-1-4-1, số cầu thủ ở tuyến giữa có thể điều chỉnh khi cần thiết, đảm bảo hàng phòng ngự chắc chắn và có thể phản công nhanh khi cần. U23 Indonesia cần các cầu thủ có kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc. Beckham, Ferrari và Sananta là những cái tên như vậy. Sananta với nhiều bàn thắng ghi được ở giải năm nay, khẳng định đẳng cấp của một tiền đạo thường xuyên được triệu tập lên cấp độ đội tuyển quốc gia. Điểm mạnh nhất của 23 Indonesia vẫn là lối chơi quyết liệt, đôi khi trên mức cần thiết. Dĩ nhiên, thầy trò ông Shin Tae-yong có lý do để thi đấu như vậy. U23 Việt Nam hay U23 Thái Lan đều chơi thiên về kỹ thuật và không mạnh về va chạm. Nhưng có lẽ điều này không làm nản lòng U23 Việt Nam. Chiến thắng 4-1 trước U23, Malaysia có thể là nút thắt quan trọng nhằm giải phóng áp lực về mặt tâm lý cho các cầu thủ trẻ. Dàn trụ cột như Đinh Xuân Tiến, Nguyễn Quốc Việt, Quất Văn Khang đều có bàn thắng hoặc kiến tạo. Khi sự tự tin tăng lên, họ sẽ trở thành thoát hơn và có thể làm nên khác biệt cho U23 Việt Nam. Dù vậy, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn hiểu rằng ông cần gia cố chắc chắn hàng thủ khi Quan Văn chuẩn chơi chưa thực sự chắc chắn. Các trung vệ như Nam Hải, Ngọc Thắng hay Duy Cương cần làm việc nhiều hơn nữa. Khi đảm bảo được an toàn nơi khung gỗ, cánh cửa chiến thắng có thể dần mở ra với U23 Việt Nam. Dự đoán U23 Việt Nam 2-1 U23 Indonesia. Đội hình dự kiến U23 Việt Nam vs U23 Indonesia. U23 Việt Nam: Quan Văn Chuẩn 1, Lương Duy Cương 3, Nguyễn Ngọc Thắng 4, Trần Nam Hải 6, Nguyễn Đức Việt 8, Đinh Xuân Tiến 9, Quất Văn Khang 10, Nguyễn Quốc Việt 14, Nguyễn Minh Quang 15, Minh Khoa 16, Đình Duy 22. U23 Indonesia: Hernando Ari 21, Frankie Misa 3, Heiko 15, Ferrari 16, Dewa 19, Ripki 23, Ruby Dawis 6, Beckham 7, Fikri 8, Sananta 9, Kenley 11. U23 Đông Nam Á 2023 quyết tâm bảo vệ ngôi vô địch. Đội tuyển U23 Việt Nam thẳng tiến vào chung kết giải U23 Đông Nam Á 2023 sau màn lột xác ngoạn mục trước U23 Malaysia tại bán kết. Các học trò của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã cho thấy nhiều chuyển biến tích cực về chuyên môn lẫn tâm lý thi đấu. Sự bình tĩnh, tự tin giúp U23 Việt Nam khai thác rất tốt các hạn chế trong lối chơi của đối thủ. Vài chiến thắng với tỷ số 4-1 minh chứng cho sự khác biệt giữa hai đội ở một trận đấu có áp lực lớn. U23 Việt Nam trở thành ứng viên đăng ký cho chức vô địch sau phần thể hiện ấn tượng và sự linh hoạt về khả năng ứng biến. Đội bóng của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có thể chơi tấn công với tốc độ và sự đa dạng về khả năng tiếp cận cầu môn đối phương. Nhưng khi cần thiết sẽ chơi phòng ngự và biết cách hạ gục đối thủ bằng các đường phản công sắc bén. Nếu phát huy tốt những điểm tích cực này, U23 Việt Nam tràn đầy hy vọng bảo vệ thành công ngôi vô địch. U23 Indonesia là cái tên đem lại bất ngờ lớn nhất trong hành trình dài U23 Đông Nam Á tính đến thời điểm này. Đánh bại U23 Thái Lan 3-1 ở bán kết, đội bóng xứ vạn đảo đang có sự hưng phấn và ấp ủ tham vọng lên ngôi. U23 Indonesia cho thấy ưu điểm về nền tảng thể lực sung mãn, sẵn sàng áp sát và tranh chấp quyết liệt. Tuy nhiên, nhìn từ trận đấu với Thái Lan, các chân sút của huấn luyện viên Shin Tae-yong có nhiều tình huống chưa kiểm soát tốt tâm lý, dẫn tới phản ứng nóng này. Đội tuyển U23 Việt Nam bất bại trong 5 lần đối đầu gần đây với U23 Indonesia, trong đó có 3 trận thắng. Ở trận gần nhất, U23 Việt Nam đã đánh bại đối thủ với tỷ số 3-0 tại SEA Games 31. Phong độ của U23 Việt Nam cải thiện đáng kể ở giải vô địch U23 Đông Nam Á, đặc biệt là hiệu quả thi đấu được nâng cao sau mỗi trận. Trong 3 trận thắng liên tiếp vừa qua, các học trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn ghi được 9 bàn và thủng lưới 2 bàn. Trong khi đó, U23 Indonesia chỉ chơi hay ở trận bán kết trước Thái Lan. Trước đó,
đội bóng xứ bản đảo đã thua Malaysia và đi tiếp nhờ chiến thắng tối thiểu trước Timor-Leste. U23 Indonesia ghi được 5 bàn và thủng lưới 3 bàn sau 3 trận ở giải vô địch U23 Đông Nam Á. U23 Indonesia với lối chơi thiên về sức mạnh và tranh chấp quyết liệt chắc chắn sẽ đem tới nhiều khó khăn cho U23 Việt Nam ở trận đấu quyết định. Dù vậy, U23 Việt Nam được đánh giá cao hơn về khả năng giành chiến thắng nhờ sự nhuần nhuyễn và gắn kết của đội hình đã có thời gian dài chơi cùng nhau. U23 Việt Nam có thể thắng trong 90 phút thi đấu chính thức. Hàng công với nhiều cầu thủ đang đặt phong độ cao là điểm tựa quan trọng để U23 Việt Nam có được bàn thắng vào lưới U23 Indonesia. Trận chung kết cũng hứa hẹn cuộc rượt đuổi tỷ số kịch tính khi hai đội đã quá hiểu về sở trường và sở đoản của đối phương. Trận đấu nhiều khả năng chạm mốc 3 bàn. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã tìm ra được bộ không ưng ý nhất về nhân sự qua 3 trận đấu. Những chân sút như Xuân Tiến, Minh Quang, Minh Khoa, Văn Khang, Duy Cường sẽ là các trụ cột. Chiếm suất đá chính trong trận chung kết diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 26 tháng 8 tới. Ở bên kia chiến tuyến U23, Indonesia có lực lượng mạnh nhất ở trận chung kết và những cầu thủ giàu kinh nghiệm từng giành huy chương vàng SEA Games 32 như Bagas, De Quang Ga. Beckham, Sananta đang nhận được kỳ vọng rất lớn của huấn luyện viên Shin Tae-yong. Đội hình dự kiến U23 Việt Nam 3-4-3 Văn Chuẩn, Nguyên Hoàng, Duy Cường, Nam Hải, Văn Khang, Đức Việt, Minh Khoa, Đình Duy, Quốc Việt, Xuân Tiến, Minh Quang. U23 Indonesia 4-1-4-1 Ari, Ahafis, De Quang Ga, Ferrari, Bagas, Seti Aguan, Soi Fikri, Pucha, Vissa, Sananta. U23 Việt Nam và màn trình diễn đáng nhớ của Xuân Tiến, Nam Hải. Khá thú vị là trong trận bán kết được dự báo căng thẳng giữa U23 Việt Nam và U23 Malaysia ở giải U23 Đông Nam Á 2023. Hai cầu thủ chơi ở trung tâm hàng thủ và hàng công của U23 Việt Nam đều là những cái tên đến từ Sông Lam Nghệ An, Trần Nam Hải và Đinh Xuân Tiến. Nên nhớ qua 3 trận đấu, đây là hai nhân tố được ông Hoàng Anh Tuấn liên tục thử nghiệm vị trí và quyết định đặt đúng chỗ trong trận bán kết một mất, một còn. Nam Hải dự bị trận gặp U23 Lào vào sân chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm, đã chính trận gặp U23. Philippines ở vị trí trung vệ lệch trái và bất ngờ soi tua đến vị trí quan trọng bậc nhất hàng thủ là trung vệ giữa trong trận bán kết. Và 90 phút đảm đương vị trí mới mẻ này, cầu thủ trẻ lần đầu được gọi lên U23 Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Dù vẫn phải rút kinh nghiệm cùng đồng đội trong việc để xảy ra bàn thua ở đầu hiệp 2-1 tình huống bóng bổng. Trong khi đó, Xuân Tiến cũng vào sân từ đầu hiệp 2, trận gặp U23 Lào và đã thực sự giúp U23 Việt Nam xoay chuyển tình thế bằng khả năng cầm nhịp. Chia bài, trong đó có pha chuyền bóng như đặt cho Minh Quang, tiếc rằng cú sút không trúng đích. Và điều mọi người chờ đợi đã đến khi Xuân Tiến phá bẫy Việt Vị, băng xuống vòng cấm nhận bóng. Xử lý một chạm tinh tế và vẩy má ngoài nhẹ nhàng ghi bàn trước sự bất lực của hàng thủ và thủ môn đội bạn. Chưa kể, sau đó trong một tình huống phản công bẫu mực, Xuân Tiến chính là người giòn cỗ để Vĩ Hào kết thúc gọn gẽ, nâng tỷ số lên 4-1 cho U23 Việt Nam. Trong trận gặp U23 Philippines, Xuân Tiến chơi trọn vẹn 90 phút ở cả vị trí tiền vệ công lẫn tiền vệ tổ chức. Tuy không nổi bật nhưng đã cùng đồng đội hoàn thành mục tiêu vừa đảm bảo điểm số để đứng đầu bảng, vừa thực nghiệm thành công các vị trí cho những trận đấu quyết định. Và chính trong trận đấu bán kết gặp đối thủ khó nhằn U23 Malaysia, chính Xuân Tiến là người tỏa sáng rực rỡ với cú đúp sau những đường kiến tạo của Minh Quang và Văn Khang. Không thể tuyệt vời hơn đối với một người được chơi gần cầu môn đối phương nhất, tỏa sáng kịp thời và đúng lúc nhất, tạo sự an tâm nhất cho đồng đội như Xuân Tiến. 3 bàn thắng sau 3 trận đấu của một tiền vệ thực sự là bất ngờ dành cho đối thủ nhưng nên nhớ. Xuân Tiến đã từng ghi 4 bàn cho Sông Lam Nghệ An ở V-League mùa bóng này nên kết quả đó là bước khẳng định tài năng của một cầu thủ. Từng gặp không ít khó khăn trong quá trình lên tuyển U20 Việt Nam cũng như U23 Việt Nam ở SEA Games vừa qua. Rõ ràng với những nhân tố được chui rèn ở V-League, ở giải U20 châu Á, sau những thử nghiệm ở vòng bảng, ông Hoàng Anh Tuấn đã cho thực chiến bộ không mà mình ưng ý nhất và các học trò đã không phụ lòng tin cậy của ông thầy mắt tay này. Tiếp một trận bán kết nói trên là màn trình diễn các bài bản tấn công rực lửa của U23 Việt Nam với 3 bàn không gỡ. Do công của Xuân Tiến và ngôi sao được chờ đợi Quốc Việt. Hiệp 2 lại là một thế trận phòng ngự phản công với một bàn thua và một bàn thắng do công của hai cầu thủ vào thay người là Hồng Phúc và Vĩ Hào kiến tạo. Với những điều chỉnh nhân sự hợp lý của ban huấn luyện, một bàn thua, còn lỗi thiếu thông tin, gắn kết của hàng thủ là kinh nghiệm cần được rút ra, nhanh chóng của bộ ba Nam Hải Duy Cường Ngọc Thắng và tuyến phòng ngự từ xa. Một bàn nâng tỷ số vào cuối trận là bài học bổ sung quý báu cho việc chuyển trạng thái và kết thúc bất ngờ, mau lẹ từ tuyến 2. Không ai mong muốn một bàn thua nhưng rõ ràng, điều này đã thực sự đánh thức hàng thủ vốn chưa kín kẽ trong cả trận đấu của U23 Việt Nam. Rằng chỉ một tích tắc lơ là, thiếu ăn ý là ngay lập tức phải trả giá. Trước khi vào bán kết, U23 Việt Nam có cơ hội xem U23 Malaysia căng sức đã thắng U23 Indonesia và tương tự. Trước khi vào chung kết, chúng ta cũng đủ thời gian để tìm kiếm, phân tích bài vở của đối thủ U23 Indonesia khi họ đối đầu với hồ giấy U23 Thái Lan. Một cuộc đối đầu thú vị giữa hai đội từng xảy ra ở bán kết SEA Games 32.
nay tái diễn ở chung kết giải U23 Đông Nam Á 2023 và chắc chắn những bài học xương máu ở trận đấu đó của Văn Chuẩn, Duy Cương, Quốc Việt, Văn Khang vẫn còn nóng hổi và đây là dịp không thể tốt hơn để trả món nợ song phẳng với đối thủ. Thời cơ đã đến, không phải đối đầu với đội chủ nhà nhiều lợi thế, vậy nên càng hy vọng thầy trò ông Hoàng Anh Tuấn biết cách nắm lấy, biết cách phát huy những ưu thế, bản lĩnh mà mình có được để bảo vệ thành công ngôi vô địch từng giành được trong thời kỳ dịch bệnh để gian khó cách nay không lâu. Nam Hải, Xuân Tiến và đồng đội hãy vào trận một cách tự tin, thoải mái nhất bởi mục tiêu đi đến trận cuối. Đặt ra từ đầu đã hoàn thành xuất sắc và đối thủ U23 Indonesia không hề là đối thủ xa lạ, vượt trội. Dù họ vừa bất ngờ quật đội ứng viên hàng đầu U23 Thái Lan trên chính sân nhà của họ.